Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda CB 600 RR 2023 chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á. Cái chiếc Honda CB 600 RR 2023 mới đây được Extra Honda Moto, một nhãn sức và phân phối xe máy Honda tại thị trường Indonesia, chính thức ra mắt phiên bản mới cho năm 2023 trên toàn quốc. Các chiếc Honda CB 600R 2023 được rao bán tại thị trường Indo và được sản xuất và nhập khẩu đến từ thị trường Thái Lan. Và tất nhiên mọi tính năng đặc điểm trên xe giống với những cái mẫu xe đã qua sử dụng tại thị trường Thái Lan đến từng cm. Các chiếc CB 600R 2023 đi kèm phong cách nail sport cà phê, đèn pha tròn nhưng được tạo thêm cái sự sắc nét bên cạnh thân xe. Nó được tận dụng phương pháp thiết kế là vượt thời gian và mang một cái đặc điểm của một cái chiến binh đường phố đúng nghĩa, đồng thời mang cho mình những cái nét nam tính cho người lái. Nói đôi chút về cái mặt sức mạnh, Honda CB 600R 2023 trang bị cho mình động cơ 650cc 4 xăng thẳng hàng làm mát bằng dung dịch 4 kỳ DOC, tạo ra cái công suất tối đa là 66,5 mã lực, tăng ngưỡng tua máy là 11.000 vòng trên phút. Trong khi mô men sánh cực đã là 60,7 Nm, tại ngưỡng tua máy 8.000 vòng trên phút. Cùng với một hệ thống HSTC gọi là kiểm soát lực kéo của Honda, đi cùng hệ thống ly hợp hỗ trợ giúp phần bánh sau không bị khóa khi chúng ta di chuyển tốc độ cao, đồng thời giúp cho việc sử dụng hệ thống ly hợp dễ dàng hơn so với mức bình thường. Về mặt trang bị, đi kèm với phục trước là phục hành trình ngược 41m thương hiệu đến từ Suwa SFBB, phục nhúng chức năng riêng. Trong khi phục sau monoshock, hệ thống phanh đi kép ở trước và đi đơn ở phía sau. Cái vành nội in đi cùng với lớp trước kích thước là 120x70 ZR17 MC58W. Trong khi phía sau 180x55 ZR7 MC73W. Về trang thiết bị trên cái chiếc CB 600R 2023, đi kèm hệ thống cái phần đèn LED toàn diện. Màn hình đồng hồ cái dàn LCD có thể được điều chỉnh sang cái độ sáng. Riêng cái bản cập nhật của năm 2023 sẽ thêm gam màu mới và sửa cái bản màu ban đầu cho cái năm 2023 là gam màu đen Max Gunpowder Black Metallic với một vài thay đổi về cái tông màu đen như thống treo trước, nắp động cơ vân vân. Trong khi cái gam màu đỏ là Candy Rummer Fear Red đã được sửa thành một cái bản là Dark Sorrow, mang lại một cái chiếc là Nail Sport cà phê, một cái diện mạo nam tính và đặc biệt hơn. Bậc cuối cùng là giá bán. Cái chiếc Honda CB 600R 2023 được chính thức ra mắt thị trường Lan với mức giá là 291.006.000 rupia. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 458 triệu đồng. Đây được coi là mức giá cao hơn rất nhiều so với phiên bản năm 2023 tại thị trường Thái Lan, với mức giá bán chỉ có là 312.000 bạc Thái. Đó ra tiền Việt tương đương là 211 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã giải đích này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.